Các bạn đang nghe truyện từ kênh Tiên Hiệp Audio, xin hãy cho mình một like và một đăng ký kênh để nhận thông báo tập tiếp theo, cũng như là động lực để mình tiếp tục ra video đều hơn, xin cảm ơn. Mặt trăng đỏ, tập 7 Bất kể thế nào, nếu hắn thật sự động được vào tóc giả mà không làm ngươi phát hiện, có nghĩa không chỉ cường độ tinh thần của hắn rất mạnh mà kỹ năng sử dụng niệm lực của hắn cũng rất nhuần nhuyễn, mức độ khống chế rất cao, việc này cường độ tinh thần của hắn quả thật rất cao, hẳn phải hơn 400, thậm chí có thể. Trong cuộc họp ở căn cứ vệ binh lần trước, từng có người suy luận cường độ tinh thần của Lục Tân phải tầm hơn 300, ý kiến này đã rước về một rổ lời cảm thán lẫn kinh ngạc. Nhưng bây giờ lại có hơn một nửa số người để lộ biểu cảm phấn khích khi nghe thấy câu đó. Sao ta có cảm giác, có khi cường độ tinh thần của hắn đã vượt qua ngưỡng 500 nhỉ? Kiểu gì cũng là con số rất lớn cường độ tinh thần nền đã như vậy nếu được tăng cường thêm lần nữa rất có thể sẽ trực tiếp bước vào giai đoạn thứ hai trong tiếng bàn tán ngạc nhiên của những người xung quanh trần tinh yên lặng ghi chú lên văn kiện sau đó ngẩng đầu lên hỏi ý của những người khác thì sao nghe cô hỏi vậy mấy vị giáo sư khác cũng lần lượt phát biểu ý kiến của bản thân có người rất tán thưởng thiên phú của lục tân có người công nhận kỹ năng sử dụng năng lực của hắn rất ổn định cũng có người bày tỏ thái độ tiếc nuối đối với chuyện hắn từ chối sử dụng súng. Cuối cùng, tất cả dồn tầm mắt về phía một người phụ nữ trung niên có mái tóc quăng bồng bền, khí chất ngời ngời. Thật ra, trong suốt quá trình kiểm tra, cô chưa từng tham dự lần nào, thậm chí cũng chưa một lần tiếp xúc gần với lục tân. Hơn nữa, cảm giác cô mang lại cũng hơi khác biệt so với các giáo sư và các nghiên cứu viên khác. Những người kia thoạt nhìn có hơi cuồng nhiệt, còn cô thì trông khá là bình tĩnh. Chuyên ngành của ta là nghiên cứu về sự thần bí của mặt trăng đỏ. Chuyên ngành của ta là nghiên cứu về sự thần bí của mặt trăng đỏ. Khi nhìn thấy tầm mắt của mọi người đang đổ dồn về mình, cô lập tức mở miệng, nhẹ nhàng nói, kỳ thật, mục đích chính để ta tới đây lần này là vì để xác định một sự thật, qua những cuộc trò chuyện của bác sĩ Chu Cầm, hay là qua sự quan sát của giáo sư Trần, tất cả đều chỉ rõ ra rằng bên cạnh hắn đúng là đang tồn tại một người thân mà chúng ta không thể nhìn thấy ở một mức nào đó hắn rất như bị tinh thần phân liệt cô ngừng lại lấy hơi rồi nói tiếp mà mục đích ta tới đây là muốn xác định rõ lỡ hắn không phải bị tinh thần phân liệt thì sao lỡ như thật sự có một thể tinh thần mà chúng ta không nhìn thấy được đang ở bên cạnh hắn hơn nữa có khả năng chính nó đã cho hắn năng lực như thế những lời này thành công khiến mấy vị giáo sư và nghiên cứu viên khác ngây người. Thân là người nghiên cứu, thứ mà họ tin tưởng là sự thật và các con số, không ít thì nhiều, ai trong số họ cũng cảm thấy bản thân không chung sống não với người phụ nữ trước mặt này. Cô giống như một bà đồng hơn là một nhà nghiên cứu khoa học. Sau khi nói tới đây, người phụ nữ tự xưng là nhà nghiên cứu sự thần bí của mặt trăng đỏ khẽ động đậy, rút từ trong người ra một dụng cụ màu đen, hình dáng như một cái hộp đặt lên bàn. Ai cũng nhìn thấy được, chỉ số phản ứng trên dụng cụ đã được điều chỉnh đến mức lớn nhất. Nữ giáo sư nói, "Vì vậy từ nãy tới giờ ta vẫn đang kiểm tra, xem thử có phải bên cạnh hắn đang hiện diện một thể tinh thần khác hay không. Ta đã bố trí ở đây 10 cái dụng cụ như vậy với đủ mọi góc độ và vị trí." "Tiếc rằng, dù đã dùng máy kiểm tra tiên tiến nhất do viện nghiên cứu Miệt Thực chế tạo, điều chỉnh đến trạng thái nhạy cảm nhất, ta vẫn không thể bắt được bất kỳ dao động tinh thần nào không thống nhất với hành động của cá nhân hắn. Trên lý thuyết, nếu bên cạnh hắn có tồn tại thể tinh thần khác, dù hành động của cả hai bên có đồng bộ tới cỡ nào, chúng ta vẫn sẽ tìm thấy được một vài dấu vết không ăn khớp với nhau còn sót lại. Huống hồ chi chính hắn đã từng nói rằng người thân của hắn không quá nghe lời. Nói tới đây, cô tỏ ra hơi tiếc nuối, vì thế ta chỉ đành thừa nhận nhân vật, người thân này là do chính hắn tưởng tượng ra. Những giáo sư ngồi xung quanh thở vào nhẹ nhõm. Thế nhưng, người phụ nữ tóc quăng đã tiếp lời, đương nhiên, cũng không loại trừ khả năng dụng cụ kiểm tra còn chưa đủ nhạy. Vừa nói, cô vừa khẽ liếm môi một cái, hai mắt hơi sáng lên, gương mặt dường như cũng trẻ ra đôi chút, nếu có thể mở hộp sọ của hắn ra. Mấy giáo sư khác lại lộ ra biểu cảm có hơi kỳ lạ. Đúng lúc này, Giáo sư Trần gõ gõ bàn, "Còn một vấn đề, cái chết của người dệt mộng kia." Khi nói ra những lời này, ánh mắt của hắn cũng đổ về phía bác sĩ tâm lý. Bác sĩ tâm lý khẽ lắc đầu, vấn đề này giáo sư Bạch cũng từng đề cập đến, tuy không thể hỏi thẳng hắn chuyện này, nhưng ta đã sắp xếp một vài thứ. Phía sau lưng ta là nơi mà hắn chỉ cần ngẩng đầu là có thể nhìn thấy, vì vậy, ta đã dán ảnh chụp của người dệt mộng ở đó. Nếu hắn từng nhìn thấy người dệt mộng nhất định sẽ có phản ứng với tấm ảnh thế nhưng biểu hiện của hắn cho thấy hắn không quen biết gì người dệt mộng này do đó chúng ta có thể xác định cuối cùng vị giáo sư trần hói đầu kết luận tiềm lực của hắn rất lớn tam quan cũng rất ngay thẳng trí óc minh mẫn triệu chứng phân liệt cũng khá rõ ràng rõ ràng những người đang ngồi xung quanh đều nhất trí gật đầu tỏ vẻ đồng tình điều này cũng chứng tỏ đúng là hắn có tiềm ẩn mức độ nguy hiểm nhất định tất nhiên là có nguy hiểm giáo sư trần quay đầu nhìn về phía trần tinh trong khi những người ở đây còn đang thảo luận trần tinh đã ghi chú lại toàn bộ ý kiến của họ lúc này khi thấy mọi người đều quay sang nhìn mình cô đóng tập văn kiện lại theo thói quen xoay trong chiếc bút màu đen trong tay trầm ngâm suy nghĩ một lát mới nói vấn đề còn sót lại cũng là chuyện quan trọng nhất về chuyện dẫn dắt hắn mấy giáo sư thấy thế nào vài vị giáo sư âm thầm liếc nhìn nhau giáo sư trần là người đầu tiên giơ tay lên tán thành thấy thế những người khác cũng lập tức giơ tay biểu quyết tán thành tán thành chưa xác định tiềm lực lớn như vậy đương nhiên phải tiến hành dẫn dắt rồi vô cùng tán thành người cuối cùng giơ tay chính là nữ chuyên gia ngành thần bí học kia sau khi từ tốn giơ tay cô lạnh lùng nói hơn nữa ta kiến nghị sắp xếp cho hắn nhiều nhiệm vụ hơn để chúng ta có thể sưu tầm được các số liệu liên quan câu nói này lập tức thu về một loạt tiếng hô tán thành và ủng hộ chuyện này kết quả sơ khởi khiến trần tinh có hơi do dự thật ra căn cứ vào hiểu biết của cô về lục tân trước đó lần học này quả thật cô khá chắc rằng sáu vị giáo sư sẽ đồng ý đề nghị dẫn dắt hắn nhưng điều mà cô không thể đoán trước được đó là câu trả lời của sáu vị giáo sư lại thống nhất một cách bất ngờ như vậy người duy nhất nói chưa xác định cũng là vì cần thời gian để phân tích xong mẫu huyết thanh của lục tân bởi vậy mới chưa thể đưa ra được đáp án cuối cùng hơn nữa theo quy định của thành phố thanh cảng nếu có ba trong số sáu vị giáo sư đưa ra lời đồng thuận kết quả cuối cùng đã được định đoạt bởi vì vị giáo sư thứ bảy giáo sư bạch là người đồng ý với ý kiến kia ngay từ đầu. Nhóc Trần Tinh, ngươi có biết vì sao dù biết rõ hắn có nhiều điểm lạ thường nhưng ta vẫn ủng hộ quyết định dẫn dắt không? Dường như vị kia giáo sư Trần đã nhìn thấu nghi hoặc trong đầu Trần Tinh nên hắn cười cười, giải đáp cho cô, những người như chúng ta, hầu hết đã trải qua sự khủng hoảng của những ngày đầu khi sự kiện ánh trăng máu xảy ra, cũng đã đi qua thời kỳ mê mang khi trùng kiến lại nền văn minh nhân loại, cũng từng luống cuốn cả tay chân khi sự kiện ô nhiễm tinh thần xuất hiện, vì thế dần già chúng ta đã hiểu ra một điều, đối diện với những chuyện quỷ dị, méo mó như vậy, dù là trốn tránh hay che giấu, cũng không phải biện pháp hữu hiệu. Chỉ có đối diện với nó, tìm hiểu nó, sau đó lợi dụng nó mới là cách thức hiệu quả nhất. Mà người thanh niên kia, tính tình hiền lành, tiềm năng lại lớn, hơn nữa còn có một ít vấn đề chúng ta không thể giải thích được, người nói xem, còn ai thích hợp để chúng ta nghiên cứu hơn? À thì... Trần Tinh lập tức hồi thần. Nhìn mấy vị giáo sư trên đầu đã không còn bao nhiêu cọng tóc, thậm chí cả vị nữ chuyên gia phái thần bí học và bác sĩ tâm lý, ai cũng không thể giấu nổi biểu cảm mong đợi trên mặt, thậm chí còn ẩn chứa vài phần điên cuồng, nhiệt huyết. Điều này khiến cô cũng cảm thấy hết cách, không nói được gì. Chả trách sao ngay cả dị biến giả cũng thích gọi họ là quái vật người anh em, người phát hiện bản thân có năng lực từ khi nào? Trong một phòng làm việc khác, Lục Tân và thằng Làng đang cùng ngồi ngây ngốc ở đó. Trước mặt mỗi người đặt một ly cà phê và một đĩa kẹo, chỉ là hình như chẳng ai có ý định đụng vào ly cà phê. Thằng Làng thoạt nhìn là không để ý đến, chỉ chăm chú hí hoái với đống súng ống và dao găm trước mặt. Về phần Lục Tân là do trời đã tối nên không muốn uống cà phê, tránh cho tí nữa mất ngủ. Còn về đống kẹo không phải lục tân khách khí gì không biết có phải trần tinh cố tình dặn dò hay không mà số kẹo lần này nhiều hơn hồi ở căn cứ vệ binh kha khá hơn nữa chủng loại cũng khá phong phú chẳng lẽ từ sau nhiệm vụ lần trước cô đã nhớ kỹ là em gái thích ăn kẹo vừa nãy cô bé cũng từng vươn tay tính lấy ăn nhưng lục tân không đồng ý hắn quay sang giải thích cho cô bé rằng trẻ con không nên ăn quá nhiều kẹo sẽ bị sâu răng nhưng thực tế là vì Lục Tân muốn giữ lại làm phần thưởng, tránh việc sau này cô bé cáo kỉnh lên không dễ dụ. Phát hiện mình có năng lực. Nghe thấy câu hỏi của thằng Lăng, Lục Tân quay đầu nhìn về phía hắn theo bản năng, trên mặt thoáng hiện vẻ khó hiểu. Đúng thế. Thằng Lăng vừa cười trả lời, vừa thoang thoát tháo khẩu súng lục Barretta 92F trong tay ra, lau sạch từng bộ phận, rồi lại lắp vào như cũ. Bên cạnh đó, trên tấm vải lụa màu đen ở trước mặt hắn còn đặt một cây súng cùng loại khác, cùng với ba con dao găm có chui màu đen, dài chừng 18cm. Phía trên chui đao và thân súng có viết lộn xộn vài cái tên, còn hắn thì cầm lấy chúng lau đi lau lại. Vừa tỉ mỉ lau chùi và lắp ráp từng món, hắn vừa mở miệng trả lời câu hỏi của Lục Tân. Lần đầu tiên luôn là ký ức khiến người ta khó quên. Lục Tân nghĩ về những gì hắn nói, trong đầu cũng lặng lẽ nhớ lại sau khi mình rời khỏi cô nhi viện bao lâu thì người thân tới. Bắt đầu từ khi nào mình lại nhận ra có thể mượn dùng năng lực của người thân. Đoạn ký ức kia cứ luôn mờ ảo, mơ hồ, chẳng có tí chân thật nào. Nhưng thằng làng chẳng chờ hắn trả lời, cái miệng như được mở khóa mà nói lia lịa, ha ha, ấn tượng về lần đầu tiên phát hiện ra năng lực của mình khiến ta rất khó quên. Đến giờ ta vẫn còn nhớ rõ, khi đó trời đã vào đông, hoa tuyết rơi dày đặc, mà con người ta quá thiện lương, dù lúc đó trong túi chỉ còn chưa tới 50 đồng, nhưng khi nhìn thấy bên đường có một chị gái đang cực khổ làm đêm không màn gió tuyết lạnh lẽo, lòng ta chợt cảm thấy thương cảm. Vì thế ta quyết định ủng hộ việc mua bán của cô ấy một chút. Khi đó cô ấy vô cùng cảm động, cũng rất tin tưởng ta, nhưng vào đúng lúc này, bên ngoài bỗng vang lên tiếng phá cửa của vệ binh. Lúc đó vì quá sợ hãi, ta về một tiếng đã chui tọt vào trong ngăn kéo ở bên cạnh. Tận đến khi có người dời cái hộp tủ có chứa ta ở trong đến căn cứ vệ binh, ba chục, năm chục người cầm súng vây quanh một người chỉ mặc độc một cái quần lót là ta, ta mới phát hiện thì ra cái hộp tủ kia chỉ là một cái tủ dày cao tầm 30cm. Ồ! Lục Tân có hơi ngẩn ra, nhìn vẻ mặt bình thản của thằng Lăng, trong lòng nghĩ thầm, nói chuyện này cho người ngoài có ổn không vậy? ngươi đã gia nhập vào đội chúng ta vậy là người mình sớm muộn gì cũng sẽ nghe kể về chuyện xấu của ta thôi thằng làng giống như biết được hắn đang nghĩ gì cười nói ta tự mình nói cho ngươi nghe và để người khác kể cho ngươi nghe không phải như nhau sao lục tân không hiểu sao lại cảm thấy lời của hắn cũng khá có lý hơn nữa cũng không phải chỉ mình ta mới có lời đồn thằng làng bỏ súng xuống bắt đầu cầm dao găm lên lau miệng vẫn nói Kể ể, để ta kể ngươi nghe, trong đội chúng ta không có mấy người là bình thường đâu. Tên nát rượu ngày nào cũng uống say bí tỉ rồi nói nhìn thấy rồng đang bay trên trời, còn nói có thể phân biệt được con nào là đực con nào là cái. Còn búp bê thì, cũng công cha mẹ sinh ra đẹp như vậy, gương mặt đó, dáng người đó, vẻ đẹp đó cực kỳ hoàn mỹ không thể tưởng tượng ra nổi, có thể khiến toàn bộ đàn ông trên thế giới điên cuồng. chỉ là ông trời trêu ngươi sau đó lại là một người khờ nói tới đây hắn hạ giọng xuống thì thầm với lục tân về phần đại tá trần của chúng ta ngươi có biết đồ lót của cô ấy màu gì không khụ lục tân đang uống nước thì bị câu hỏi của hắn làm cho suýt sạch hắn quay sang nhìn thằng làng bằng ánh mắt kỳ quái bàn tán sau lưng chỉ huy như vậy có ổn không đấy màu hồng đó em gái vừa mới bò vào qua cửa sổ đã bình tĩnh trả lời ngay với vẻ mặt chẳng hề thay đổi Do vừa nãy không được ăn kẹo nên tâm trạng cô bé lúc này vẫn còn hơi buồn bực. Màu hồng. Lục Tân có hơi bất ngờ, vô thức thốt ra khỏi miệng. Con bà nó ngươi biết thật hả? Thằng làng nghe thấy hắn nói thì hoảng hốt, vội vàng hỏi, hình dáng ra sao? Trong lúc Lục Tân đang quay sang nhìn em gái bằng ánh mắt trách móc thì cửa phòng chợt bị người đẩy ra, Trần Tinh ôm sắp văn kiện trên tay xuất hiện trước cửa. Dù là Thằng Lằn hay Lục Tân đều vô thức ngồi thẳng sống lưng. Còn cô em gái thì u oán quét mắt nhìn phần ngực Trần Tinh một cái rồi cầm lấy dây điện, chui ra ngoài cửa sổ đung đưa tới lui theo làn gió. Hai người đang nói chuyện gì? Trần Tinh vừa cười vừa tiến lại gần, thả sắp văn kiện lên bàn. Tuy nghe rõ câu hỏi của cô nhưng cả Lục Tân lẫn Thằng làng đều không dám thành thực trả lời câu hỏi này tuy nghe rõ câu hỏi của cô nhưng cả lục tân lẫn thằng làng đều không dám thành thực trả lời câu hỏi này. Đợt kiểm tra của ngươi đã xong. Trái lại, trong trần tinh chẳng có vẻ gì là để ý đến chuyện đó, cô lật sắp tài liệu ra, nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt lục tân, tiến vào trạng thái làm việc. Cô nói, phải mấy ngày nữa mới có báo cáo cụ thể, nhưng chúng ta cũng đã hiểu biết kha khá tình hình cơ bản của ngươi, chuyện sắp xếp công việc tiếp theo cũng dễ hàng hơn nhiều còn kế hoạch liên quan tới việc dẫn dắt ngươi, hẳn sẽ sớm được thực hiện thôi. Điều kiện cần trước mắt là nhanh chóng làm quen với khả năng của bản thân trước khi bước vào kế hoạch dẫn dắt. Vừa nói, cô vừa đánh mắt về thằng làng đang ngồi bên cạnh, nói, chuyện này cứ để thằng làng giúp ngươi. Vốn dĩ năng lực của hắn và ngươi giống nhau, hơn nữa hắn còn là một năng lực giả có kinh nghiệm, giai đoạn trước ta sẽ sắp xếp cho hắn dẫn ngươi chấp hành vài lần dọn dẹp, để ngươi có cơ hội mau chóng tìm hiểu rõ bản thân. Ờ. Lục Tân liếc nhìn thằng lằng một cái, được. Thằng lằng thì có hơi lười nhát gật nhẹ đầu, như thể đã sớm đoán được mục đích mình tới đây hôm nay. Tối hôm nay có một nhiệm vụ dọn dẹp. Trần Tinh trực tiếp phân sắp văn kiện ra làm hai, lần lượt đưa cho thằng Lằng và Lục Tân, giải thích, đây là sự kiện ô nhiễm đặc biệt mới xuất hiện đã được đội điều tra đặc biệt xác định rõ, cấp đe dọa là cấp C, tổng bộ vừa phê quyển quyết định tiến hành dọn dẹp. Nhiệm vụ do thằng làng chỉ huy, Lục Tân đi theo làm trợ lý, nhiệm vụ chủ yếu là làm quen với quy trình làm việc. Lục Tân và thằng làng nghiêm túc đồng ý có thể nhận ra, khi đối mặt với nhiệm vụ dọn dẹp, dù thằng làng cũng không dám cợt nhã như ngày thường. Còn nữa, đây là danh hiệu tạm thời của ngươi. Trần Tinh đưa cho Lục Tân một tờ giấy vừa mới in đội hành động đặc biệt nhân viên ngoài biên chế họ tên, lục tân tuổi, 23 đánh giá năng lực, C, chưa xác định, hướng biến dị tinh thần, hệ nhận danh hiệu, binh sĩ cá nhân khu vực tuần tra, số 2 thanh cảng, thành phố vệ tinh cấp bậc bảo mật, cấp thấp. Lục tân nhìn lướt một lần cũng không thấy có gì khác với trước kia, bèn gật đầu tỏ ý đã biết. Chỉ là hắn có hơi tò mò, sao danh hiệu của ta là binh sĩ cá nhân. Rất tốt, các ngươi có thể xuất phát bất cứ lúc nào. Trần Tinh không có ý định giải thích quá nhiều, cô thu sắp văn kiện lại, sấm trên gió cuốn đứng lên. Lục Tân và thằng Lăng cũng lập tức chuẩn bị đứng dậy. Nhưng Trần Tinh như bỗng nhớ ra điều gì, cô vừa cười, vừa xoay người lại, vươn tay kéo nhẹ cái kính râm trên mặt mình xuống, nhìn chăm chú vào mắt thằng Lăng, nhỏ giọng nói: nếu ngươi không muốn bị lột sạch quần áo rồi ném đến đoạn đường đông người nhất nhảy nhót cho tới lúc hai chân gãy nát thì sau này tốt nhất đừng lại ở sau lưng tám về chuyện của ta càng không thể dụ người mới đến cùng nhau tám chuyện hơn nữa còn là dùng cái vẻ mặt bị ổi này để nói hiểu chưa thằng làng nhìn ánh mắt của cô cả người căng cứng hết lên vội chuyển động cái cổ cứng đờ gật đầu một cái rất tốt trần tinh sờ sờ đầu thằng làng rồi xoay người bước ra cửa lúc ra tới ngoài cửa cô bỗng nhiên quay đầu lại lần nữa hai mắt nhìn về phía lục tân còn nữa hôm nay ta mặc màu đen lục tân không dám gật đầu chỉ có thể cứng người ngồi yên đó vốn dĩ còn muốn hỏi cô vài câu về việc chuyển thành nhân viên chính thức thế nhưng lúc này hắn hết dám lên tiếng từ sau lưng truyền tới giọng nói âm u của em gái cô ta nói dối thật đáng sợ đến khi trên lưng đeo một cái ba lô to đùng chân bước ra khỏi tòa nhà thằng lằng vẫn còn lẩm bẩm một cách sợ sệt sao ngươi sợ cô ấy quá vậy lục tân bước theo sau thằng lằng tò mò hỏi thăm lúc đầu khi thấy bộ dạng cợt nhã của thằng lằng hắn còn tưởng thằng lằng thật sự chẳng sợ một ai nữa chứ vừa nãy ngươi có nghe thấy cô ta sẽ bắt ta lột sách quần áo rồi nhảy múa giữa chốn đông người không thằng lằng quay đầu nhìn lục tân biểu cảm trên mặt cực nghiêm túc lục tân có hơi giật mình Cô ấy có gan làm thế sao? Thằng lặng lắc đầu, nói, cô ta đã làm rồi. Lục Tân lặng lẽ tưởng tượng ra khung cảnh đó, rồi nghĩ thầm trong lòng, quả thật là rất đáng sợ. Được rồi, đi làm việc thôi. Thằng lặng bước tới bên cạnh đường lớn, chậm chậm duỗi người, quay đầu cười nói với Lục Tân, người anh em, nếu Lão Trần để ta dẫn ngươi theo, vậy ta đây sẽ không khách khí đâu. Hai ta đều là hệ nhện năng lực không giống với những hệ khác cách phù hợp nhất đó là học tập trong lúc hành động làm nhiệm vụ ta sẽ không giảng giải về mấy lý lẽ hay đạo lý không thực tế gì đó tóm lại ngươi cứ quan sát xem rốt cuộc ta làm thế nào là được lục tân gật đầu hắn biết phải đối xử với một nhân viên kỳ cựu thế nào đó chính là phải để đối phương cảm nhận được sự tôn trọng nhưng cũng không cần e dè quá mức bọn họ mới vừa đi tới ven đường thì đã có một chiếc xe jeep màu đen lái đến ngay trước mặt hai người họ leo lên xe. Tài xế chẳng cần hỏi bọn họ muốn đi đâu đã trực tiếp chở họ chạy thẳng về phía bắc thành phố. Ở trên xe, thằng làng đưa cho hắn một cái hộp. Lục Tân mở ra, bên trong là một cái điện thoại vô tuyến màu đen. Cái này hắn từng dùng qua một lần rồi, nhường nhuyễn lấy nó xuống, đeo lên tay trái, ấn chốt mở. Thằng làng cũng làm tương tự, sau khi mở điện thoại lên, hắn cười nói, tới liền, tới liền kết nối với đường dây của đội xử lý kết nối với đường dây của đội phân tích thông tin chỉ lát sau trong điện thoại vang lên một giọng nói lạnh lùng lại sắc bén kiểm tra tín hiệu ha ha thằng lằng lập tức cười phá lên bé yêu linda ơi xin chào mấy ngày rồi không được nghe giọng nói của ngươi khiến ta nhớ lắm đó giọng nói lạnh lùng dứt khoát kia trả lời tên ta không phải linda ta họ thiết gọi là thiết thúy Lục Tân lập tức quay sang nhìn thằng Lằng một cái. Thằng Lằng cười khang một tiếng, cái tên thiết thúy này không hợp với giọng nói dễ nghe như thế, ta vẫn là gọi ngươi Linda vậy. Cái tên này dù chỉ là treo bên miệng nói một hai câu cũng đủ khiến lòng ta thấy nhộn nhạo, thoải mái. Giọng nữ trong điện thoại lại vang lên, vậy ngươi có thể gọi ta là thiết thúy Linda. Trên mặt thằng lằng tức khắc lộ ra biểu cảm như bị táo bón. Kế tiếp bắt đầu báo cáo thông tin về sự kiện ô nhiễm đặc biệt, số hiệu, nguồn ô nhiễm đặc biệt cấp C, 039 cấp bậc mục tiêu, cấp C cấp bậc lây nhiễm, cấp thấp mức đe dọa, cấp trung tóm tắt sự kiện, nguồn ô nhiễm đặc biệt số hiệu 039 đã được đội điều tra phát hiện từ 10 ngày trước. Lục Tân còn tưởng những tin vắng tắt này là phải nghiêm túc lắng nghe mới phải, nhưng hắn lại không thể nghe rõ những lời tiếp theo của cái vị thiết thúy Linda gì đó, vì lúc bấy giờ, thằng lằn đã vươn tay che lấy tai nghe của hắn, thò đầu dán lại gần hắn, ra vẻ thần bí nói, nghe thấy không, người anh em. Đây là lúc ta dạy ngươi bài học quan trọng nhất nè, đội phân tích thông tin là đồng bạn quan trọng nhất của chúng ta. Lục Tân tỏ vẻ tán thành, đội phân tích thông tin có thể cung cấp đúng lúc rất nhiều tư liệu cho họ. Thằng Lăng nói, ngươi nghĩ thử xem, nếu không có mấy cô ấy liên tục nói chuyện phím với chúng ta, chẳng phải quãng thời gian chúng ta đi xa chăm chỉ làm việc sẽ cực kỳ nhàm chán sao lục tân sao cái này chẳng giống những gì mình nghĩ mấy nhỉ mỗi một người phụ trách đội phân tích thông tin kết nối với thành viên của đội hành động đặc biệt như chúng ta là độc nhất mục đích là để hai bên có thể phối hợp với nhau tốt hơn bồi dưỡng sự ăn ý như kiểu thần giao cách cảm có như vậy mỗi lần thi hành nhiệm vụ dọn dẹp mới làm ít ăn nhiều nhìn từ một góc độ khác Ngươi nghĩ thử đi, chúng ta vừa ra ngoài làm nhiệm vụ thì lập tức tám chuyện với các cô ấy, cứ vừa đi làm nhiệm vụ lại nói chuyện, nói tới nói lui, chẳng phải. Thằng làng trừng mắt nhìn hắn, trên mặt lộ vẻ, ngươi hiểu mà. Lục Tân vô thức nhớ lại giọng nói êm dịu, nhẹ nhàng, còn rất lễ độ của hạ sĩ hàng băng, không biết mai mốt có phải là cô kết nối với mình không? Vì thế, đối với người chăm chỉ ra ngoài làm nhiệm vụ như chúng ta mà nói, bắt chuyện chính là kỹ năng đầu tiên. Thằng lằn không hề giấu giếm mà truyện thụ hết kinh nghiệm cho Lục Tân, sau đó hắn mới buông tai nghe ra, cười nói, Linda. Xin gọi ta là Thiết Thúy. Được rồi, Thiết Thúy Linda, lần trước ngươi chưa nói ta biết ngươi còn độc thân không thì đã tắt máy. Trong tai nghe vang lên giọng nói đầy bình tĩnh của Linda, đó là vì ta vội cho con bú. Mặt mày thằng lằn tức khắc trở nên khó coi như nuốt phải một con ruồi, nguyên khuôn mặt nhíu lại thành một khối. Nhưng chỉ lát sau, hắn lại thả lỏng cơ mặt ra, cười đáp, ngươi đừng nói đùa với ta nha, ta không dễ dàng mắc mưu như vậy đâu. Làm như ta không biết ấy, đội phân tích thông tin của các ngươi quản lý nghiêm khắc như thế, sao có thể đồng ý cho các ngươi dẫn theo trẻ con tới phòng làm việc chứ? Linda trả lời, ai nói con của ta còn là con nít chứ, có khi hắn đã hai mươi mấy tuổi cũng không chừng, y dê 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 sắc mặt thằng lằn lại tối đen như thể mới nuốt nhầm con rùi lần nữa. Mới qua một lát mà xe jeep đã chạy tới khu vực tăm tối ở phía bắc thành phố. Trải rộng khắp nơi này là những nhà xưởng cao lớn và những con đường rộng thênh thang. Nhưng cách khá xa mới có một cái đèn đường, vì vậy thoạt nhìn chỗ này khá là u ám. Phía xa xa có thể nhìn thấy ánh đèn sáng chói tỏa ra từ một cái nhà xưởng, thằng lằn và lục tân đồng thời xuống xe, kế đó thằng làng lại đeo lên lưng cái thùng vừa hẹp vừa dài vừa lớn kia bé yêu linda ta lại phải đi cứu vớt nhân dân trong thành phố này rồi ngươi không có gì muốn nói với ta sao có giọng nữ trong điện thoại im lặng vài giây rồi vang lên đừng gọi ta là linda nữa nếu muốn gọi cũng xin đừng thêm hai từ bé yêu ở đằng trước được linda thằng làng vui vẻ khoác tay áo rồi đột ngột quay sang lục tân nhíu mày một cái đi thôi hả lục tân giật mình một chút cơ thể cao lớn thậm chí có hơi cường tráng của thằng làng bỗng nhảy lên thật cao bò lên một bức tường gạch cao khoảng 3-4 mét sau đó vẫy tay với anh kế tiếp hai chân của hắn đạp nhẹ lên bức tường lấy đà cứ thế leo thẳng lên trên mấy ngọn đèn xung quanh vốn đã mù mờ dần dần không nhìn thấy rõ được bóng dáng của hắn nữa hô lục tân cũng thở gấp một hơi sau đó đưa tay sang bên cạnh sao ngươi không cho ta ăn kẹo gương mặt nhỏ nhắn có hơi đáng sợ của em gái hiện lên trong đêm đen ánh mắt toát lên sự u oán cùng cực lục tân vương tay che tay nghe lại rồi nhỏ giọng khuyên nhủ em gái trẻ con ăn nhiều kẹo sẽ bị sâu răng đó đó ngươi xem ta là con nít hả hình như em gái có hơi tức giận rồi cô bé nhìn lục tân bằng ánh mắt âm trầm lục tân cũng nghiêm túc quan sát em gái một chút rồi nói ngươi vốn chính là con nít mà hơn nữa còn là một cô bé xinh đẹp em gái im lặng như bị lời của hắn chặn họng một lát sau cô bé vén mái tóc đen lộ ra khuôn mặt nhỏ nhá là cái loại miễn cưỡng thì thấy đẹp chứ gì lục tân nghiêm túc gật đầu đúng em gái lại im lặng không nói dường như đang suy tư điều gì ta không chỉ muốn ăn kẹo, còn muốn ăn cái loại có màu đen, cái loại ngọt ngấy luôn ấy. qua hơn nửa ngày em gái mới mở miệng lần nữa, cô bé vừa nói như chém binh chặt sắt, vừa đưa hai tay ra, mười viên. được rồi. trong đầu lục tân âm thầm tính toán số kẹo còn lại trong túi, làm ra vẻ như thể bất đắc dĩ lắm mới gật đầu một cái. sau đó hắn đưa tay ra, em gái cũng trở nên vui vẻ rốt cuộc cũng chịu đặt bàn tay nhỏ bé lạnh băng lên trên bàn tay của hắn, nhẹ nhàng nắm lại. Cũng đúng lúc này, Lục Tân chợt có cảm giác cơ thể mình như trở nên nhẹ nhàng hơn, vách tường kiên cố trước mắt như biến thành mặt đất bằng phẳng. Hắn men theo vách tường, bò thẳng một đường lên trên chỗ cao nhất, hội hợp với thằng lằn. Sau đó hai người men theo dây điện, bò sang đỉnh cột điện kế cận, lại leo lên một cái tháp nước đã rỉ sét, ngồi xổm bên dưới mặt trăng máu, trên đỉnh ngọn tháp sao giờ mới lên tới? Ta còn tưởng ngươi đang đi tàu ngầm nữa chứ. Thằng làng quay đầu trừng mắt nhìn hắn một cái, khẽ thì thầm, nhìn thấy nguồn ô nhiễm chưa? Lục tân hướng theo ánh mắt của hắn nhìn về phía xa xa quả nhiên nhìn thấy cách đây 300 mét có một lục tân hướng theo ánh mắt của hắn, nhìn về phía xa xa, quả nhiên nhìn thấy cách đây 300 mét có một nhà xưởng. Sau đó hắn hơi híp mắt lại, tầm nhìn trở nên rõ hơn, thông qua lớp cửa kính của nhà xưởng, hắn thấy được cảnh tượng bên trong. Khung cảnh đó khiến hắn cảm thấy ấn lạnh cả sống lưng. Giọng cười khe khẽ của em gái mà chỉ mình Lục Tân mới nghe được theo cơn gió đêm truyền tới, biết cách chơi đấy. Nhà xưởng cách đó 300 mét hình như là một phân xưởng nhỏ, bên trong đặt đủ loại thiết bị, máy móc dệt vải. Lúc này, ở đó đang có vô số công nhân khẩn trương làm thêm giờ. Ở thành phố Thanh Cảng, đặc biệt là thành phố Vệ Tinh có rất nhiều đứa bé được sinh ra, hoặc là nhập cư vào thành phố vệ tinh. Nói ngắn gọn, số mệnh của họ từ sau khi có nhận thức chính là bước chân vào nhà xưởng làm việc. Từ đó về sau, thông thường có thể họ sẽ ngây ngốc cả đời ở những nhà xưởng như vậy. Dù là lưu dân đã sống ở thành phố vệ tinh đủ 3 năm, hay là những đứa trẻ được sinh ra ở thành phố vệ tinh, họ đều có cơ hội đến trường. Nhưng không thể phủ nhận một điều, rất nhiều người không hề để tâm đến cơ hội này họ cảm thấy so với việc tốn nhiều thời gian và công sức để cho đứa nhỏ ngày ngày tới trường đánh nhau gây chuyện như vậy chi bằng để bọn chúng sớm bắt đầu làm việc sớm kiếm được ít tiền tiêu xài đối với chuyện này lãnh đạo của thành phố vệ tinh cũng chẳng miễn cưỡng hay ép buộc gì họ nói ra thì thật nực cười nhưng dưới sự dạy dỗ của lão viện trưởng ở cô nhi viện những đứa trẻ mồ côi như lục tân và giáo viên tiểu lộc đều hiểu rõ tầm quan trọng của việc học tập trước kia dù ở thời điểm cuộc sống của họ hỗn loạn nhất, lão viện trưởng vẫn quyết tâm, nhiều lần dạy bảo cho họ biết học tập quan trọng thế nào. Vì vậy dù thế nào, cô nhi viện Trăng Máu đều tận lực để cho bọn nhỏ có thể đến trường, đọc sách. Tất nhiên, tuy chuyện tăng ca là chuyện bình thường ở huyện, nhưng tăng ca đến tận giờ này cũng khá hiếm thấy. Lục Tân để ý thấy rằng bây giờ đã khoảng 2 giờ đêm rồi. Nhờ năng lực của em gái hắn có thể nhìn thấy rõ ràng ở nhà xưởng cách đây 300 mét vẫn còn rất nhiều công nhân làm việc họ đang đứng trước từng cái ràng, ở nhà xưởng cách đây 300 mét vẫn còn rất nhiều công nhân làm việc. Họ đang đứng trước từng cái bàn thật dài nối tiếp nhau, mỗi khu đều được phân công hợp lý. Có người tẩy rửa bông, có người vận chuyển bông, có người dệt thành sợi thô, dưới ánh đèn sáng ngời trong nhà xưởng, mọi việc được làm một cách khẩn trương nhưng có thứ tự, hoặc nhìn vô cùng sôi nổi nhưng lục tân vừa liếc mắt một cái đã phát hiện ra vấn đề ở chỗ nào tất cả công nhân ở đây đều giống hệt như những cỗ máy tinh vi họ làm việc một cách mù mờ chết lặng có người tay đã chảy cả máu mà vẫn như chẳng cảm thấy gì lưu loát gỡ bông hồn nhiên không biết máu tươi trong tay đã nhuộm đỏ đống bông kia có người lúc đi đường bị gì đó móc vào chân nhưng vẫn vác bao vải dệt chạy phăm phăm có người phát hiện máy dệt vải bị hỏng vài chỗ mặt không biến sắc mà duỗi ngay tay vào trong máy, ra sức quay máy bằng tay trần, dù máy móc khoáy nát tay hắn, nhưng hắn chẳng có chút phản ứng gì trong nhà xưởng, dường như chẳng ai biết đau, hay phải nói là không có bất cứ cảm giác gì. Nhìn thấy nguồn ô nhiễm chưa? Giọng nói của thằng làng khe khẽ vang lên bên tai Lục Tân. Lúc bấy giờ, Lục Tân mới hồi thần, bản thân là người xử lý những chuyện này, không nên bị cảnh tượng như vậy làm cho hoảng thần mới được vì thế hắn tịnh tâm, hít mắt quan sát lần nữa. Chỉ vài giây sau đã nhìn thấy trong số những công nhận đang bận rộn làm việc, một người đàn ông tầm tuổi trung niên, hoặc nhìn vô cùng kích động. Hắn mặc một bộ tây trang dúng gió, cái trán đã chảy đầy mồ hôi, nhưng cà vạt và cổ áo sơ mi bên trong vẫn được thắt ngay ngắn, kín mít. Bây giờ, hắn đang không ngừng đi tới đi lui trong xưởng, khoa trương quơ chân múa tay, miệng lúc đóng lúc mở tựa như đang lớn tiếng nói điều gì đó lục tân vô thức nhìn về phía thằng lằng hỏi là hắn hả đang nói gì vậy thằng lằng không hề quay đầu lại hắn cúi thấp đầu nói ngươi tập trung tinh thần một chút chúng ta có thể nghe thấy lục tân khẽ cao mày quay đầu về phía bên kia lúc này em gái lạnh lùng cho thằng lằng một cái liếc mắt dưới mái tóc rối bời hai mắt cô bé hình như hơi hiếp lại cù lú đó t o h l li hắn có thể hì thớ à thê ỏ à hữ h e ả cùng lúc đó trong mắt lục tân cũng co lại hắn có thể nhìn thấy càng thêm rõ ràng những chuyện xảy ra trong xưởng thậm chí ngay cả tiếng máy móc vận hành lúc đầu vì khoảng cách quá xa mà chỉ nghe được loáng thoáng nay trở nên ngày càng rõ tiếp đó chỉ vài giây sau hắn đã nghe thấy được tiếng nói chuyện vang dội của người đàn ông kia làm việc nhất định phải làm việc chúng ta cũng là những người mau mắn sống sót sau đợt thiên tai lớn kia. Vì đâu tất cả mọi người đều chết, chỉ có chúng ta còn sống. Các ngươi nhìn xem, trong thành phố này, có bao nhiêu người sống mà như con chó, cuộc sống của họ còn có ý nghĩa gì đây? Cả đời này họ không thể kiếm được đồng tiền lớn, không có hy vọng bước chân vào chủ thành, mà phải lăn lộn ngoài nơi hoang dã, nơi mà có không biết bao nhiêu kẻ điên đang lãng vãng, không biết bao nhiêu người ngay cả ăn cũng không đủ no, nguyên nhân là vì sao là vì họ vốn chẳng có công việc để làm như chúng ta cho nên chỉ có công tác chỉ có cố gắng làm việc thì chúng ta mới có cơ hội tiến vào chủ thành để sống nếu chúng ta không làm việc vậy cũng sẽ giống như những người ở bên ngoài thành kia sống sờ sờ đói chết làm việc đi liều mạng làm nếu chúng ta không làm việc vậy điểm gì khác với người chết đâu chứ hắn hò hét rất nhiệt tình thậm chí phải nói là có hơi cuồng loạn tuy giọng đã khàn cổ họng đã sung huyết nhưng dường như hắn chẳng cảm nhận được gì cả cứ thế đứng đó hét lên dùng hết sức bình sinh để hô hào theo từng tiếng trống của hắn tốc độ và tiết tấu làm việc của những người xung quanh cũng ngày một nhanh biểu cảm trên mặt cũng hiện lên vẻ cuồng nhiệt thậm chí có một vài người đã gục ngã trên mặt đất vì quá mệt mỏi không biết còn sống hay đã chết cũng lung lay đứng dậy ánh mắt họ nhìn đám máy móc và bông vải trước mặt hệt như đang nhìn thứ duy nhất có ý nghĩa trong sinh mệnh của họ vậy. Đó là nguồn ô nhiễm ư. Đồng tử lục tân hơi co lại, nhỏ giọng hỏi. Thằng lằn nở nụ cười trầm thấp, lão trần nói ngươi có thể nhìn thấy quái vật tinh thần, bây giờ ngươi nhìn thấy gì? Lục tân nghiêm túc liếc mắt nhìn lần nữa, sau đó gật nhẹ đầu một cái, lần này ta không thấy gì, chỉ thấy một người đứng ở đó. Vậy giống ta thằng làng lại nở nụ cười khẽ, nói tiếp, đúng thế, cái tên vừa mập vừa lùng đang mặt vết kia chính là nguồn ô nhiễm. Hay nói đúng hơn, bây giờ hắn vẫn chưa biến thành nguồn ô nhiễm, chỉ được xem như một dị biến giả. Chỉ là, cái loại dị biến giả như vậy còn đáng sợ hơn nguồn ô nhiễm gấp mấy lần. Hắn đã ảnh hưởng lên mấy trăm công nhân đang làm việc trong nhà xưởng nho nhỏ kia, hơn nữa với loại người không có khả năng thu liễm năng lực của mình như hắn, không thể trao đổi như bình thường, chúng ta có thể trực tiếp xếp chúng vào nguồn ô nhiễm. Trong tai nghe đúng lúc vang lên giọng nói của Linda Thiết Thúy, Trịnh Nguyên Hùng, xưởng trưởng của xưởng dệt Nguyên Hùng, 40 tuổi, năm 27 tuổi chuyển tới thành phố Vệ Tinh, dốc sức gây dựng nên nhà xưởng dệt này, chỉ là buôn bán không khởi sắc, từng phải đóng cửa mấy lần liên tiếp. Mười ngày trước, có người phát hiện xưởng dệt có gì đó kỳ lạ, bèn báo với căn cứ vệ binh. Do không đủ nhân thủ nên khi đội điều tra của chúng ta chạy tới đây, tình hình đã không còn dễ dàng khống chế nữa. Tất cả người trong xưởng đều đã bị lây nhiễm nặng, tấn công bất cứ người nào tiến vào xưởng, cũng như bất cứ ai có ý định ngăn họ làm việc, thậm chí còn ô nhiễm cho người khác, biến họ trở thành một thành viên trong xưởng. Hiện tại, mọi người trong xưởng đã làm việc liên tục suốt 2 ngày rưỡi, không ăn không uống, không ngủ, cũng chẳng nghỉ ngơi gì. Nếu không ngăn cản, rất khả năng cao họ cứ thế làm việc đến chết, mà Trịnh Nguyên Hùng có thể mất kiểm soát bất cứ lúc nào. Tới lúc đó, phạm vi ô nhiễm của hắn sẽ mở rộng gấp mấy lần, thậm chí lan đến mấy nhà xưởng xung quanh. Vì thế, tổng bộ đã hạ lệnh thẳng tay dọn dẹp. Thẳng tay dọn dẹp. Nghe vậy, Lục Tân có hơi hụt hẫng, dọn dẹp thế nào? Trong nhà xưởng kia có gần 100 người lận đó. Yên tâm đi mục tiêu của chúng ta không phải những công nhân kia. Dường như thằng làng đã nhìn thấu tâm tư của Lục Tân, hắn bật cười khe khẽ, công việc của chúng ta là dọn dẹp nguồn ô nhiễm, không phải giết chết người bị ô nhiễm. Tuy ưu tiên hàng đầu của chúng ta là phòng ngừa sự ô nhiễm khuếch tán, nhưng nếu tay có thể không dính màu thì tận lực đừng dính. Huống hồ chi theo như tình huống bây giờ với những gì mà đội điều tra đã báo cáo trước đó, có thể thấy năng lực của bản thể nguồn ô nhiễm kia phần nhiều là gây ảnh hưởng lên người xung quanh chứ không phải đồng hóa họ. Vì vậy những người công nhân kia chỉ bị ô nhiễm cường độ nhẹ thôi, còn có khả năng cứu chữa. Lục Tân thở vào nhẹ nhõm, có nghĩa chỉ cần trực tiếp đánh chết tên xưởng trưởng kia là được. Thằng lằn lắc đầu, bây giờ chưa thể giết hắn, nếu cứ vậy giết hắn, rất có thể trước lúc chết, hắn sẽ phóng ra dịch bệnh tinh thần, tất cả những người cảm nhiễm mức độ trung bình sẽ bị khống chế tản ra các nơi khác tạo thành một tai họa ngầm cực kỳ lớn cho khu vực xung quanh nhưng chắc chắn họ sẽ không thể trốn thoát được người quan sát xung quanh sẽ hiểu ý ta muốn nói là gì